Thưa quý vị và các em, ở nhiều trường học vùng cao vẫn còn phổ biến thực trạng học sinh gặp khó khăn trong việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập dịp đầu năm học. Chia sẻ với những khó khăn này, công ty TechPro và công ty Advantech đến từ Hà Nội đã trao những phần quà thiết thực cho học sinh nghèo ở xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, tiếp sức cho các em đến trường. Hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm học mới 2024-2025, vượt quãng đường dài gần 500 km từ Hà Nội lên, các cô chú ở công ty TechPro và công ty Advantech đã mang đến những phần quà thiết thực đến với các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Tòng, huyện Tuần Giáo. Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Tòng, huyện Tuần Giáo phần lớn là con em dân tộc Thái và dân tộc Mông. Đời sống của các gia đình còn nhiều khó khăn, nên việc đến trường của các em cũng chưa thể đầy đủ đồ dùng học tập và các điều kiện để học tập sinh hoạt. Chia sẻ với khó khăn này, cô chú ở công ty TechPro và công ty Advantech Hà Nội đã chuẩn bị rất nhiều phần quà trao cho các bạn nhỏ nơi đây nhân dịp năm học mới bắt đầu. Với tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì công ty chúng tôi đã lựa chọn Điện Biên và trường phổ thông tiểu học nội trú Nà Tòng để thực hiện cái chương trình chắp cánh ước mơ của mình. Vì tôi biết rằng cái địa điểm trường Nà Tòng này là một cái vùng xa của tỉnh Điện Biên, và các cháu học sinh ở đây thì có cái rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn và cái điều kiện vật chất nó còn rất thiếu thốn. Và chúng tôi hy vọng cái sự chung tay của doanh nghiệp cũng sẽ góp một phần nhỏ bé để động viên tinh thần cho các cháu có thêm những cái sự nỗ lực trong học tập. Với tinh thần như vậy, các cô chú của công ty TechPro và công ty Advantech đã trao nhiều phần quà cho các nhà trường và học sinh ở Nà Tòng. Trong đó, đoàn đã trao một chiếc TV 50 inch cho nhà trường để phục vụ sinh hoạt, tiếp cận thông tin của học sinh bán trú, trao 9 suất học bổng cho học sinh khuyết tật. Dịp này, đoàn cũng đã trao 350 áo ấm cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập cho các em. Đoàn còn trao 350 ghế nhựa, 140 khay đựng thực phẩm, 100 suất ăn cho học sinh bán trú. Tổng giá trị các phần quà là trên 120 triệu đồng. Những phần quà này giúp cho các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Tòng, huyện Tuần Giáo có thêm động lực bước vào năm học mới. Nhân dịp khai giảng năm học mới, con đã nhận được quà từ thiện của đoàn từ thiện chắp cánh ước mơ. Hôm nay con được tặng đôi tất và áo, sách vở và bút. Con sẽ thành con ngoan trò giỏi và học tập thật tốt, đạt được thành tích cháu ngoan Bác Hồ, đền đáp tình cảm của những các cô, các bác, các chú trong đoàn từ thiện. Hôm nay con được các cô chú tặng quà bao gồm là những tất với áo, ghế và sách vở, bút. Con sẽ sử dụng thật ý nghĩa. Bước vào năm học mới 2024-2025, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Tòng có gần 350 em học sinh, trong đó có hơn 100 học sinh bán trú. Mặc dù đã và đang được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nhưng nhà trường vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là các em học sinh bán trú học tập và sinh hoạt tại trường. Những phần quà từ thiện đầu năm học giúp cho nhà trường chăm lo tốt hơn cho học sinh trong sinh hoạt và học tập. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, được sự đồng hành của đoàn từ thiện chắp cánh ước mơ đến trao quà và tặng quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Tòng. Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa, đã giúp các em vượt qua được những khó khăn trong khi tham gia học trong năm học mới 2024-2025. Thì không biết nói gì hơn, thay mặt cho các em học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Tòng, xin chân thành cảm ơn đoàn từ thiện chắp cánh ước mơ. Những năm trở lại đây, hoạt động hỗ trợ cho học sinh nghèo đã được các địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân quan tâm thực hiện, không chỉ vào dịp đầu năm học mới mà xuyên suốt trong cả năm học.
Việc làm thiết thực ý nghĩa này không chỉ góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp các bạn học sinh nghèo giảm bớt khó khăn trên con đường đến trường.